Hoa hậu Ngọc Châu tiết lộ tật xấu động trời, thừa nhận rất lười. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu trở thành cái tên được nhiều người yêu mến. Những thông tin liên quan đến cô nàng đều thu hút sự chú ý từ công chúng. Cuộc thi Miss Universe Việt Nam năm nay quy tụ dàn thí sinh cực khủng với sự góp mặt của dàn thí sinh siêu hot như Lê Thảo Nhi, Lệ Nam, Hương Ly, Hoàng Phương, Ngô Bảo Ngọc, Đỗ Nhật Hà. Không chỉ có thế mạnh về nhan sắc mà các chiến binh còn cho thấy khả năng ứng xử cực kỳ nhạy bén, thu hút. Vượt qua 70 thí sinh tại đấu trường nhan sắc lần này, Ngọc Châu chính thức đăng quang với ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2022. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, tân hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu lần đầu tiết lộ những sự thật bất ngờ mà cô chưa từng kể với ai, không muốn mọi người biết. Nhưng giờ đây, người đẹp đến từ Tây Ninh dũng cảm kể hết mọi thứ với người hâm mộ. Khi được hỏi về tật xấu mỗi khi thức dậy, Ngọc Châu bẽn lẽn nói, thức dậy không đánh răng nhưng đi uống nước, đừng nghe gì nha mọi người, lần đầu tiên mình nói luôn, các giúp em khúc này nha. Ngoài ra, khi được hỏi về những sự thật cô luôn muốn giấu, Ngọc Châu nói cô có 5 tật xấu khó bỏ. Đầu tiên là lười. Châu rất lười, nhất là mỗi khi kết thúc một ngày làm việc, Châu lười tẩy trang và chỉ muốn lên giường ngủ. Thứ hai, Ngọc Châu nói cô là người hát không hay nhưng rất hay hát. Người đẹp Tây Ninh sau đó hát ca khúc bản thân yêu thích là Về Nghe Mẹ Ru, nhất là phần lời của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Tật xấu tiếp theo mà Ngọc Châu tự nhìn nhận về mình là một con người cầu toàn trong công việc và hình ảnh trước công chúng. Điều khó khăn cuối cùng là thích ăn đồ béo và đồ ngọt. Ngọc Châu chia sẻ, tuy nhiên Châu đã kiêng đồ ngọt, đồ béo, trà sữa suốt 1,5 năm. Nhiều lúc Châu lén lút ăn đồ ngọt nhưng cảm thấy có lỗi và phải tập nhiều hơn và cắt lượng đường. Bên cạnh đó, người đẹp quê Tiền Giang đã có những trải lòng ít người biết về quá khứ mất ba từ 5 năm tuổi và chỉ lớn lên trong tình thương của mẹ. Tuy nhiên, cô không cảm thấy bị tủi thân. Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nói, thật ra Châu không cảm thấy tủi thân vì bản thân mình không có tính ghen tị với các bạn khác. Bên cạnh mình vẫn có người mẹ luôn yêu thương chăm cho mình từ cái ăn đến tấm áo. Châu nhớ câu mẹ nói, mẹ sẽ không để con thua thiệt thứ gì nên chưa bao giờ cảm thấy tủi thân hay xấu hổ về việc trưởng thành mà không có cha. Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật của Ngọc Châu, cô đã trải qua 4 cột mốc ý nghĩa. Cô giành quán quân Next Top Model vào năm 2016, đăng quang Miss Supranational Việt Nam 2018, lọt top 10 Miss Supranational 2019 và đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. 4 lần được vinh danh, Ngọc Châu may mắn có cơ hội đội trên đầu chiếc vương miện. Tất cả đều là thành quả cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của người đẹp Tây Ninh. Năm 2018, Ngọc Châu đánh bại rất nhiều cô gái khác để giành ngôi vị Miss Supranational Việt Nam 2018 và đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational 2019. Nhưng chiến thắng này vẫn không đưa tên tuổi của Ngọc Châu trở thành một cái tên vụt sáng trong làng giải trí Việt. Trở về Việt Nam với ngôi vị Miss Supranational Asia 2019 sau thời gian dài chinh chiến tại đấu trường quốc tế, Hoa hậu Ngọc Châu đã thực hiện bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của mình bên chiếc vương miện danh giá. Đồng thời, chiếc vương miện Ngọc Châu đạt được cũng là vương miện duy nhất của Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp năm 2019. Bên cạnh việc lọt top 10 chung cuộc, Ngọc Châu còn đạt giải nhì phần thi phụ Miss Elegance và thắng phần thi phụ Super Chat với Hoa hậu siêu quốc gia 2018 Valeria. Chiếc vương miện thứ 3 mà Ngọc Châu có cơ hội chạm tay tới chính là Miss Universe Việt Nam 2022. Chiến thắng rất thuyết phục fan sắc đẹp, cô gái Tây Ninh bước lên bục vinh quang vào ngày 25 tháng 6 năm 2022. Được biết, Ngọc Châu sẽ chính thức đại diện cho nhan sắc Việt tại đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh Miss Universe 2022. Cách đây không lâu, chuyên trang sắc đẹp uy tín Miss Super Pension đã đưa ra dự đoán cho 25 thí sinh đăng ký dự thi và Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu, đại diện của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này, được dự đoán giành ngôi vị Á hậu 2. Trong khi đó, chuyên trang sắc đẹp Shape Factor cũng đã xếp đại diện Việt Nam đứng thứ 7 trong số 25 thí sinh chắc chắn tham dự Miss Universe 2022. Đây là tín hiệu vui cho Ngọc Châu trước khi bước vào đường đua nhan sắc này. Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng Ngọc Châu đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới có thể gặp bất lợi do ở độ tuổi cao hơn so với nhiều đối thủ khác. Tuy nhiên, nhìn vào những gương mặt từng đại diện Việt Nam, Hoàng Thùy lọt top 20, Hohenia lọt top 5 tham gia đấu trường nhan sắc này và đều lọt top cao, thì vấn đề tuổi tác không phải là yếu tố đáng lo của Ngọc Châu. Không tự dưng 100% giám khảo trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đều chấm Ngọc Châu là hoa hậu. Cô là người đẹp sở hữu nhiều điểm nổi bật như nhan sắc ngày càng thăng hạng, hình thể đẹp, khả năng trình diễn tốt, ứng xử khéo léo, thông minh, nói tiếng Anh tốt. Có thể nói, Ngọc Châu hội tụ sự chín mùi về mọi mặt.